Thôi, để anh nhờ anh chuẩn bị cho. Chưa chắc phải đi. À, chào dạ, em. Dạ, em chào anh. Mời em ngồi nha. Dạ, vâng ạ. À, phiền em chờ hơi lâu nha. Dạ, vâng. Ừ, rồi anh để đó. Rồi, rồi. Ủa, chưa cài phải không ạ? Dạ, chị không biết cài ạ. À, chị em không biết cài. Dạ. Rồi, rồi, để anh cài cho. Rồi. Em ngồi dai lui một chút xíu. Nó hơi sát quá rồi, nó không có được đẹp cho lắm. Dạ. Rồi, vậy đẹp nhất rồi nè. Giờ đây em cũng không biết cài luôn. Dạ. Ừ. Để Tuấn Mỹ hướng dẫn luôn nè. Là dạ. Cái này là có cái bóp nè. Rồi. À, bóp dạ. Rồi nó há miệng ra. Dạ. Đó, để trên cộng đồng mai mốt cô chú xem là cô chú biết. Là bóp, đây có cái bóp, bóp nó há ra đó. Dạ. Rồi em đưa cái giỏ ra trước đi em ha. Dạ. Cái giỏ ra trước đi. Rồi anh bị cài ra cho em ha. Dạ. Nó cũng giống như kiểu là người ta hay gọi là bóp cổ hay há miệng em. Dạ. Rồi trước tiên là em gửi lời chào đến cộng đồng. Dạ. Và giới thiệu về mình cho cộng đồng được biết. Dạ vâng, em xin chào anh Tuấn Vĩ trước. Chúc. Dạ. Trước tiên là chúc cho anh Tuấn Vĩ là nhiều sức khỏe, đấy, gia đình hạnh phúc và cuộc sống bình an. Em xin chúc cho tất cả các ông bà, cô dì, chú bác ở trong nước và ngoài nước đang xem chương trình của anh Tuấn Vĩ là thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Yeah. Dạ, rồi em cũng xin tự giới thiệu là em là tên là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1981. Em thì quê từ Thanh Hóa, đấy, đến thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp từ năm 2003 đến bây giờ. Dạ. Còn công việc của em thì làm bên ngành may mặc. Dạ. À, rất là vui được chào đón em là một cô gái ở miền miền Bắc. Ở mình là Bắc Trung Bộ đúng không em? Dạ vâng ạ. Bắc Trung Bộ ha. Dạ. Bởi vì nó cũng hơi ảnh hưởng miền Bắc một xíu. Dạ. Nhưng mà gọi là trên cái dải đất thì là phía bắc của miền Trung em ha. Dạ. Là Thanh Hóa. Em vào thành phố Hồ Chí Minh thì được bao nhiêu năm rồi em ha? Em vào từ năm 2003 đến bây giờ anh, là mấy năm này đấy. Dạ. Rồi mọi việc em thấy nó có được thuận lợi không? Nói chung là cũng ok anh. Ok, dạ. Nghe nói ok là anh thích rồi đó. Dạ. Vậy là cũng ok. Dạ. Là đó là nói về cái công việc và cuộc sống. Còn cái tình duyên thì hình như là chưa được như ý phải không em? Dạ đúng rồi anh. Cái tình duyên của em thì thế nào, em có thể chia sẻ chút được không? À, tình duyên của em thì em lấy chồng từ năm 1999. Đến 2019 thì tụi em ở với nhau. Nhưng mà nói chung là cuộc sống thì nó không được trọn vẹn. Và nói chung là hai người thì không có tiếng nói chung trong cuộc sống, nên là phải giải thoát cho nhau thôi. Em chỉ có nói đơn giản như vậy thôi. Dạ. Nghe em nói giải thoát là anh cũng cảm thấy nó có vẻ là nó trầm trọng rồi đó. Dạ vâng. Thực tế thì em với chồng, ông chồng với ông xã thì không ở với nhau từ năm 2019, đó là ly thân. Đến năm 2021 là bắt đầu với chính thức ly hôn. Đấy, thì coi như từ năm 2021 năm nay thì mới ly hôn có một năm thôi, đó là chính thức về pháp lý. Dạ, còn ly thân thì từ năm 2019 anh ạ. Vậy là coi như cũng có được 3 năm thử thách. Dạ. 3 năm thử thách mà rồi cuối cùng cũng không có không có níu kéo được, hay là cũng không có tác hợp được đôi bên. Nói chung là mình không nói chung là mình không có hòa hợp được. Dạ. Nên là bắt buộc phải giải thoát cho nhau thôi. Dạ. Nghe nói giải thoát là anh cũng đã cảm thấy rằng đó là cũng trải qua một cái giai đoạn khủng hoảng. Thôi thì khi mà mọi việc nó được không được như ý của mình thì anh cũng xin chúc cho em trong tương lai đó thì sẽ tìm được người phù hợp hơn, bởi vì thực tế thì là tuổi đời cũng còn trẻ. Dạ. Không thể nào mà sống mình như vậy hoài được. Dạ ha? Vâng anh. Vậy em có được mấy cháu? Em thì được 2 rồi. Bé đầu thì sinh năm 2000. Đã xây dựng gia đình rồi. Và có bé trai. Còn bé thứ 2 thì đang là 10 tuổi, hiện bây giờ đang học lớp 5. Dạ. Vậy là coi như em đã được làm bà rồi đó hả? Dạ vâng anh. Ờ vậy à. Được làm bà luôn rồi đó ha. Dạ. Vậy là chắc là em lập gia đình sớm đúng không? Em lập gia đình từ năm 2000 từ năm 19 tuổi anh. Năm 19 tuổi. Dạ. Vậy là lập gia đình ở ngoài Thanh Hóa, ở ngoài quê.
Vâng, đúng rồi anh. Rồi hai vợ chồng mới vào trong này lập nghiệp. Dạ, vâng. Rồi cái công việc hiện tại của em thì em thấy nó có phù hợp hay không và nó có thuận lợi không? Nói chung là công việc của em làm thì nói chung là em đam mê về cái công việc của em. Bên ngành may thì bên em thì chính thức là làm bên quản lý. Và quản lý là mình nhận những cái phụ liệu của bên nước ngoài á, về rồi mình kiểm tra kiểm soát rồi mình giao đi gia công cho tất cả các nơi, ví dụ như miền Trung, miền Bắc, rồi miền Nam, miền Tây cũng có anh. Nói chung là em là coi như nắm chắc về những cái như là con số và số lượng để nắm chắc cho công ty. Nói chung là sếp là giao cho em về những cái công việc là về con số là nhiều và quản lý với cái phụ liệu. Dạ. Vậy thì trong cái việc mà mình làm quản lý đó thì trước đây em có phải học về chuyên môn ở kế toán hay là này kia ra không? Hay là mình quản có lý khả đấy năng em nói chung là tự cái năng lực của em lên hết. Dạ, từ ngày trước em vô Sài Gòn làm thì chỉ có một năm em làm công nhân thôi. Dạ, là năm đó là năm 2003. Dạ, từ năm 2004 là bắt đầu là coi như là làm mình làm. Tại vì sếp thấy mình có khả năng và năng lực là nâng lên mình làm quản lý. Dạ. Thì cái điều đó cũng là cái điều đáng đáng mừng em. Dạ. Đáng mừng ở cái vấn đề là thứ nhất là cái khả năng của mình có nè. Dạ. Điều thứ hai nữa là dù sao chăng nữa thì chắc là công việc nó cũng sẽ tốt hơn là một người công nhân thông thường rất là nhiều đúng không em? Dạ vâng. Và thậm chí nữa là cái thu nhập thì nó cũng tốt hơn nữa phải không? Nói chung là tạm ổn thôi chứ cũng không có tốt lắm anh. Dạ. Thu nhập cũng không có tốt lắm. Dạ vâng anh. Vậy em có thể chia sẻ cho anh chút xíu về cái thu nhập hiện tại được không? Nói chung là thu nhập thì hàng tháng thì nói chung là em thì làm thì coi như nó cũng tạm đủ chi tiêu cuộc sống hàng ngày thôi. Chứ cũng không có dư giả nhiều đâu anh. Vâng. Thì ngành may thì em biết được chỉ có thời gian mình đi làm là nó rất chi là nhiều thời gian. Từ sáng cho đến 9 giờ tối em mới về luôn á. Dạ. Cực em ha. Dạ vâng. Vậy cái thu nhập có được khoảng 15 triệu không? Dạ được. Thực sự thì đôi khi ví dụ như là mang tiếng là quản lý. Dạ. Thì thứ nhất là đôi khi nghĩ thông thường thì có thể rằng là nó khỏe hơn, nhưng mà theo anh nghĩ là khỏe thì có thể khỏe tay chân hơn, nhưng mà cái suy nghĩ và cái sự mà cái chất xám của mình chắc là phải áp lực hơn phải không em? Dạ đúng rồi anh. Đúng không? Dạ. Bởi vì là đôi khi làm một người công nhân thông thường thì rất là vô tư thoải mái, chỉ cần làm tay làm chân vậy, làm theo đúng những cái công việc của mình thường ngày. Còn mà gọi là trên sổ sách hoặc là trên cái sự quản lý và này kia thì theo anh nghĩ coi vậy cho nó nhức đầu hơn nhiều đó. Dạ vâng anh, đúng rồi. Nó nhức đầu và cái trách nhiệm nó cao lắm á. Dạ vâng. Thậm chí là trước đây anh còn thấy có những cái trường hợp mà bị công nhân này kia đó thì hay gọi là bất đồng quan điểm này kia đó. Dạ. Thì không biết là em có bị mất lòng trong tổ này kia em không? Em chưa. Em chưa bao giờ bị mất lòng ai hết. Dạ vâng, nói chung là từ cấp trên cho đến cấp dưới. Em sống nói chung là rất là vui vẻ và hòa đồng trong cái môi trường tập thể. Dạ. Trước đây hình như anh được coi mấy cái clip mà thấy mấy người công nhân ẩu đả với người quản lý này kia, hình như em cũng có được. Có, em cũng có xem rồi. Xem, ha? Dạ vâng. Cho nên coi vậy chứ người quản lý cũng cái trách nhiệm cao lắm đó. Dạ vâng anh, tại vì mình làm quản lý thì em nói là không có cái gì khó nhất bằng quản lý con người anh ạ. Dạ vâng. Đó, cho nên là cũng hy vọng đó là người ta sẽ trả lương một cách là nó xứng đáng với cái công việc mình đang làm. Chứ còn nếu ví dụ như trách nhiệm mình cao như vậy mà lương lậu này kia thì nó không có hơn được bao nhiêu này kia thì cũng rất là tội nghiệp. Dạ vâng anh, em làm đó là quan điểm của anh đó. Dạ em làm thời gian nhiều lắm, từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối cơ. Đi đến là 7 giờ, làm việc là 7 rưỡi, 9 giờ là em mới về đến nhà. Dạ. Cho nên là thật sự là để kiếm ra đồng tiền nó khó khăn chứ không có đơn giản chút nào em ha. Dạ. Rồi về cái anh cũng vừa trao đổi cũng như tìm hiểu về cái công việc chút xíu để mình hiểu nhau hơn. Thì cũng hy vọng là cái công việc đó em ưa thích và nó sẽ mang lại cái mọi điều tốt lành cho em. Dạ. Còn tiếp theo nữa thì về cái vấn đề hôm nay em đến thì em
mong muốn điều gì em có thể bày tỏ cho anh được biết hết? Dạ, nói chung là em đến với chương trình của anh Tuấn Vĩ là em cũng mong muốn là được kết nối yêu thương, tìm nữa cái tình duyên còn lại. Vậy em đã để ý một ai trên kênh của anh chưa, hay là em muốn giới thiệu về cá nhân mình? Dạ em chỉ giới thiệu về bản thân em thôi. Dạ. Vậy thì trong cái môi trường làm việc của em thì em không có quen biết ai trong đó à? Nói chung là em thì vào trong đó thì nói chung là khách hàng, rồi mọi người thì nói chung là chỉ là công việc thôi. Dạ, chứ còn em thì nó để ý ai thì chưa có. Dạ. Anh thấy có nhiều công ty là cả hàng ngàn người, hàng ngàn công nhân này kia, phải không em? Dạ vâng, đúng rồi anh. Công ty của em đông không? Công ty của em thì nói chung là cũng ít, còn khoảng cỡ mấy chục người thôi. Dạ, doanh nghiệp nhỏ anh ạ. Dạ, trước có làm doanh nghiệp lớn nhưng mà bây giờ doanh nghiệp lớn họ chuyển sang bên nước ngoài rồi. Bây giờ em làm doanh nghiệp nhỏ. Dạ. Nên thực sự mà nói là cái môi trường làm việc nó cũng quan trọng lắm. Dạ vâng anh. Môi trường làm việc mà ví dụ như là công việc của em từ 7 giờ sáng mà cho đến 9 giờ tối này kia vậy thì trong cái mối quan hệ này kia thì nó cũng hơi bị hạn chế đúng không? Dạ vâng, đúng rồi anh. Nếu như mà ở trong công ty đó mà không có trai đẹp, không có được độc thân này kia thì cũng hơi buồn ha. Nếu mà có trai đẹp thì qua lại rồi làm việc với nhau này kia thì nảy sinh tình cảm. Dạ. Nhưng mà không có trai đẹp, không có người độc thân thì cũng hơi kẹt ha. Rồi có nam có nữ chứ em hả? Dạ có chứ anh. Dạ. Đều có hết. Rồi có ai để ý em không? Nói chung là em chưa thấy đâu. Chưa thấy? Dạ. Chắc là duyên chưa tới hay sao anh? Dạ. Cũng lâu lâu cũng nghĩ thử coi có ai nhìn mình, có ai để ý mình hay không, mà chắc là nữa là không có. Chắc là không có. Tại vì chắc duyên chưa tới. Nên mới lên chương trình của anh Tuấn Vĩ. Vậy hiện tại thì là em đang sống với con hay là sao? Em thì hiện bây giờ đang sống với con gái. Dạ. Con gái 10 tuổi anh. Dạ. Rồi nếu trong tương lai thì khi lấy chồng thì em tính ra sao? Thì nếu như mà có ai mà ví dụ như đồng quan điểm với em, thương yêu em thì nói chung là em dự tính là trong tương lai là ví dụ như em sẽ có một cái quầy mỹ phẩm hoặc là shop quần áo thì em bán. Tại vì em cứ hước của em là tương lai là như vậy, chứ không có thể đi làm ngoài cái ngành may được. Đấy. Thật sự thì giống như hôm trước anh có đọc được ở đâu đó đó thì người ta nói về cái hướng cho một cái tương lai đó em. Dạ. Thì người ta nói là mình đã dành thanh xuân để làm giàu cho người khác mà mình không có tự nỗ lực để mà tự làm giàu, là ý đang nói vấn đề mà làm công nhân đó. Dạ. Thì thực sự mà nói thì mình cũng không phải là phụ cái việc đó, nhưng mà gọi là để mà cái hướng cho tương lai thì mình phải nên có một cái công việc gì đó cụ thể làm cho chính bản thân mình. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Chứ còn nói để mà làm công nhân là coi như lâu dài như vậy thì nó rất là kẹt. Dạ vâng. Rất là kẹt. Dạ. Bởi vì thật sự là đến một lúc nào đó thì cái tuổi mình nó cũng già đi, mà mình không có làm cho chính bản thân mình mà mình cứ làm hoài như vậy thì cái mức lương công nhân thì em cũng biết rồi, nó chỉ có xê xích nhau thì cũng không bao nhiêu hết. Dạ. Là quanh năm quanh tháng như vậy mà cả cuộc đời mình như vậy thì thật sự là cũng một cái điều hết sức đáng suy ngẫm. Dạ. Nói vậy thì cũng không có nghĩa là nói vậy là em về em bỏ việc làm của em là không được nha. Là, dạ dạ không ạ. Là rất là nguy cơ đó. Bên cạnh đó thì cũng biết bao nhiêu người đang còn muốn có một công việc như em hiện tại. Dạ. Chẳng hạn như có nơi người bây giờ là lương có 4-5 triệu ví dụ này kia như vậy đó. Dạ. Thì người ta cũng khối người là mơ ước cái công việc như em. Dạ. Nhưng mà nếu mà trong tương lai mà nó được có làm cái việc gì riêng cho mình mà tốt hơn vậy thì nó càng tốt. Dạ vâng anh. Em có thể giới thiệu về bản thân mình, về tính cách cũng như là sở thích của mình chút xíu ha? À, dạ có. Em thì nói chung là tính cách của em thì rất là vui vẻ, hòa đồng, dễ chịu. Còn nói chung là em thì hơi kỹ tính một xíu. Là nói chung là phải sạch sẽ. Có một cái đó thôi, sạch sẽ. Lúc nào cũng phải sạch sẽ. Vâng. Còn nói chung là không có khó cái gì hết. Đó, em chỉ có đơn giản lúc nào em cũng vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người, với người thân. Rồi ở môi trường tập thể cũng vậy. Dạ.
toàn cái sở thích của mình thì em có cái sở thích nào đặc biệt? Sở thích của em thì nói chung là ví dụ như có dịp mà ngày lễ hoặc đi đâu ấy, thì mình tổ chức đi du lịch. Thì đó là những cái dịp lễ thôi nha anh nha. Còn ví dụ như mình bình thường thì em vẫn là lúc nào em cũng công việc là đầu tiên. Dạ. Thì lâu nay có được đi du lịch ở đâu hay là có thường mơ ước đi ở đâu mà chưa đi được không? Dạ, nói chung là em thứ nhất là điều kiện với kinh tế là còn hạn hẹp lắm. Nên là chưa có nghĩ tới cái đó đâu anh. Dạ. Rồi về cái điểm mạnh của mình thì em có cái ngoài cái việc em làm hiện tại ra thì em còn có tay nghề gì hay là có cái dự định hay là có ưa thích gì không em? Em à, em thì cái đợt dịch năm ngoái á thì có làm cả bánh cuốn ấy. Bán bán cả cái năm ngoái mùa dịch luôn ấy. Dạ, vâng, nói chung là em là nói chung em là con người của công việc. Nghỉ một ngày là buồn lắm. Là coi như năm nay ấy, thì em thì vẫn đang còn bán bánh cuốn là em dâu bán. Dạ, còn em thì vẫn đi làm ở trong công ty. Vâng, đó. Còn nói chung là mơ ước tương lai thì chỉ có thích là coi như là bán mỹ phẩm hoặc quần áo thôi. Đó là cái dự tính tương lai của em. Dạ. Thật ra thì những cô gái ở miền ngoài vô đó thì đúng thật sự là anh thấy cực kỳ chịu khó luôn. Chịu khó, chịu khổ vô cùng luôn. Tuyệt vời lắm. Chỉ cần có cơ hội là vươn lên rất là nhanh chóng và biết quý cái cơ hội. Cũng hy vọng là trong tương lai em có những cái cơ hội nào đó để rồi em vươn lên trong tương lai. Cũng hy vọng là như vậy. Còn chọn một người để mà cùng chung sống đó thì em có quan niệm gì và em mong muốn là một nửa bên kia sẽ là người như thế nào, em có thể bày tỏ? Dạ, nói chung em cũng tìm nửa yêu thương của mình là đồng hành suốt những cái thời gian còn lại, là em chỉ cần những người đó có đạo đức tốt, mang lại cuộc sống coi như là bình an cho em. Đó, và nói chung là sống là chân thành. Và yêu thương em và con em. Em chỉ có đơn giản như vậy thôi. Dạ. Còn về vấn đề tuổi tác này kia thì... Dạ không anh. Em không phân biệt tuổi tác đâu. Không phân biệt tuổi tác. Dạ. Hoặc là con này con kia gì đó. Dạ không anh. Cũng không quan niệm về việc đó. Dạ. Điều quan trọng nhất là có người yêu thương mình ha. Dạ. Là hòa hợp với nhau. Hòa hợp. Dạ. Rồi trải qua cái cuộc hôn nhân đầu tiên đó thì em có rút ra được cái kinh nghiệm gì cho mình hay là em có sợ điều gì hay là có cái điều gì đâu mà em cần tránh không? Dạ có anh. Nói chung là cái cuộc hôn nhân đầu tiên em kết thúc á thì em chỉ có mong muốn cái cuộc hôn nhân thứ hai của em á là đừng có dùng tay chân là được rồi. Có vậy thôi. Còn tất cả những cái gì là nói chung con người thì không ai hoàn hảo được hết, đúng không anh? Thì ví dụ như mắng chửi hôm nay kia thì cũng được, nhưng mà đừng có bạo hành á ha. Dạ vâng, nhưng mà ví dụ như mình nói với nhau với những câu mà ví dụ như khó nghe quá thì em cũng sẽ nói lại là anh đừng có nói như vậy. Thì mình sẽ khắc phục, mình chỉnh sửa dần dần, chứ không ai hoàn hảo cả anh ạ. Đúng rồi. Dạ. Giống như hôm trước cũng có một chị lên nói lên cái điều mà sợ bạo hành gia đình này kia đó, anh chị cho chị là đi học võ đi. Em cũng vậy, em nếu có điều kiện thì em cứ học lấy vài khóa. Mà bây giờ mình học thì đừng có học đánh mà học né thôi. Học né cách nào này kia đó để phòng thủ đó. Thấy phụ nữ thấy tội nghiệp em ha. Dạ. Chân yếu tay mềm đôi khi chân yếu tay mềm mà rồi gặp những cái trường hợp ví dụ như không được như ý trong cuộc sống thấy tội nghiệp. Giống như chị anh cũng vậy thôi. Bây giờ anh nghĩ thấy chị anh mà ví dụ như là có gặp phải những cái tình huống này kia như vậy thì cũng thấy tội nghiệp, phụ nữ mà. Dạ. Hôm nay đó thì mang tính là anh cũng hỏi những cái điều mà anh cần biết. Dạ. Cơ bản. Dạ. Còn một nửa bên kia của em đó thì khi nhìn vào em thì anh nghĩ là trước tiên là có cảm tình qua cái phong cách và qua cái gương mặt. Nếu ví dụ như mà người đó cảm tình với mình á, ví dụ như là người đó mà có cảm tình với mình đó thì anh nghĩ là chỉ thoáng qua nhìn qua cái
gương mặt, cái nụ cười của mình thôi thì người đó chắc là cũng sẽ thích mình rồi, chứ cũng không cần phải nói nhiều. Nhưng gọi là cái tâm tư của em đó, nếu em còn muốn bày tỏ điều gì thêm thì anh Vĩ xin ghi nhận thêm để cho em bày tỏ. Còn nếu em thấy cũng vừa đủ thì chúng ta sẽ khép lại buổi trò chuyện ở đây, và chúng ta sẽ chờ đợi xem ai sẽ là người mà có duyên với mình mà đến bày tỏ với mình. Dạ vâng. Thì đến với chương trình thì em cũng bày tỏ cũng đã đủ rồi. Thì em xin phép chương trình là em sẽ kết thúc tại đây. Dạ, chúc cho anh Tuấn Vĩ là chương trình của anh ngày càng phát triển hơn và thành công hơn. Và chúc cho tất cả mọi người đang xem chương trình của anh Tuấn Vĩ trong nước và ngoài nước là mọi điều tốt đẹp. Cảm ơn em nhiều. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Em là Hoàng đúng không? Em là Hòa. Hoàng có Hoàng Hôn đó đúng không? Không, em là Hòa, Hoa Biên Hòa. À Hòa. Dạ, Nguyễn Thị Hòa. À Hòa Hợp á hả? Dạ vâng, đúng rồi anh. Hòa Hợp. Sinh năm 81 là tuổi ông gà ha. Dạ vâng, đúng rồi. Đúng rồi, Hòa. Nói chung là em thì dễ chịu lắm. Dạ. Sống nói chung là vừa lòng hết tất cả mọi người. Thật sự là như vậy. Nhìn qua phong cách của em thì anh thấy cũng dễ thương. Dạ vâng. Hy vọng rằng là sẽ có những người mà đang thích cái phong cách của em, để rồi đến đây bày tỏ thì anh sẽ ghi nhận nha Hòa nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều. Hòa Thượng ha. Dạ. Chào Hòa Thượng ha. Dạ vâng, chào anh. Rồi. Giờ phiền em ra ngoài em cài cái micro cho người tiếp theo dùng anh ha. Dạ, Hòa Thượng vâng. Ha. Dạ vâng. Em chào anh Vĩ. Rồi, chào Hòa Thượng.